Những ngày gần đây, hàng trăm hộ dân xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam như ngồi trên đống lửa khi hàng chục hecta lúa hoa màu đang trong tình trạng thiếu nước tưới. Nhất là thời điểm vụ lúa đông xuân đang giai đoạn đẻ nhánh làm đồng thì nguy cơ mất mùa là hiện hữu. Bữa nay ta lành là nước khó khăn lắm, không còn quá nè, cứ là nước không vô được tầm bao. Bữa nay ta lành là đứa đó đào khô rồi luôn rồi đó. Theo ghi nhận, tuyến kênh dài khoảng 100m dẫn nước từ sông Thu Bồn vào trạm bơm Cụ Bàng tại thôn Bạc Nam, xã Duy Châu, cạn trơ đáy do bị bồi lấp. Không có nước, trạm bơm cũng phải dừng hoạt động, không thể phục vụ tưới nước trong thời gian sinh trưởng quyết định mùa vụ. Thôn Bạc Nam có 635 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu, chủ yếu sống nhờ vào 90 hecta đồng ruộng. Mà đến bây giờ nó bồi lấp rồi, không đủ nước tưới thì rất nguy hiểm, mà nhân dân đây rất thiết tha yêu cầu chính quyền của địa phương và các cấp nên quan tâm. Lúa đang chuẩn bị phát triển làm đàn mà bây giờ nó không có nước thì toàn bộ sẽ đấu trái nên đỡ có rất chi khó khăn. Những năm trước vụ đông xuân là vụ mùa thuận lợi để trồng lúa và hoa màu. Tuy nhiên, việc thiếu nước thời gian gần đây đã khiến hàng trăm hộ dân làm nông nghiệp ở địa phương như đứng ngồi không yên. Nhiều hộ dân đã cùng nhau làm đơn kiến nghị chính quyền có phương án khẩn cấp nạo vét kênh mương dẫn nước để cứu lúa. Hơn 90 hecta đất nông nghiệp của xã Duy Châu, trong đó có 40 hecta ruộng lúa phụ thuộc hoàn toàn nước tưới tiêu của trạm bơm Cụ Bàng. Tuy nhiên, khoảng 20 năm nay, qua mỗi mùa lũ lụt thì đường kênh dẫn nước vào trạm bơm bị bồi lấp. Mỗi năm vào hai vụ lúa, chính quyền địa phương phải chi cả 100 triệu đồng để nạo vét kênh dẫn nước cứu lúa. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện nay là cái kênh là đã khô nước, không đảm bảo cho cái cánh đồng lúa. Giải pháp sắp tới thì xã cũng đề nghị huyện có một cái giải pháp là mang tính ổn định lâu dài, khơi thông cái dòng chảy ở quy mô lớn hơn. Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã cho huyện Duy Xuyên thực hiện chủ trương nạo vét dòng chảy của kênh dẫn vào trạm bơm Cụ Bàng một cách bền vững, quy mô lớn. Dự án đã hoàn thiện hồ sơ, có đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, khi triển khai thi công, có một số hộ dân tại địa phương không sản xuất nông nghiệp đã cản trở việc nạo vét kênh, do đó việc thi công bị dừng lại. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, với tình trạng hiện tại thì không có nước tưới. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân khi cây lúa thiếu nước trong thời gian sinh trưởng sẽ dẫn đến mất mùa.